hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nữ mệnh, bề trên ban cho lộc lớn, tiền bạc ào ào đổ về nhà, làm ăn trúng lớn, giàu có hơn người, đúng trong năm Ất Tỵ 2025. Qua nghiên cứu về vận số tử vi của nữ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong năm Ất Tỵ 2025, các bậc thầy tử vi phương Đông đã đưa ra dự đoán rằng năm Ất Tỵ 2025 là thời điểm vận khí hội tụ, tài lộc bùng nổ cho nữ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bao nhiêu vất vả khổ cực đã qua, năm nay là thời điểm bứt phá của nữ tuổi Nhâm Tuất, thời vận hanh thông, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài lộc không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, mua nhà to hơn, tàu xe xịn hơn, sống một cuộc sống an nhàn, giàu sang phú quý hơn người. Vậy, năm 2025 tới đây, tuổi Nhâm Tuất nữ mạng cần phải làm gì để đón các xua hung, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe như thế nào? Điều gì giúp nữ Nhâm Tuất trở nên giàu có? Thì ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Đặc trưng tính cách của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng. Nhâm Tuất sinh năm 1982, hay còn gọi là Cố Gia Chi Khuyển, tức chó về nhà, năm sinh dương lịch, từ 25 tháng 1 năm 1982 đến 12 tháng 2 năm 1983. Năm 2025 có tuổi âm lịch là 44 tuổi, mạng đại hải thủy, tức nước biển lớn, khắc thiên thượng quả, con nhà hắc đế, số quan lộc tân khổ, xương con chó, tướng tinh con khỉ. Nhâm Tuất cuộc đời được Phật A Di Đà độ mạng. Thiên can, nhâm, tương hợp, đinh, tương hình, bính, mậu, địa chi, tuất, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, thình tuất sửu mùi. Nhâm Tuất giới nạp âm hành thủy, do can nhâm thủy, ghép giới tri tuất thổ, thổ khắc nhập thủy tức là chi khắc can, thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều trở ngại và nghịch cảnh ở tiền vận. Nhờ sức phấn đấu của bản thân và sự tương hợp ngũ hành giữa nạp âm và can, nên nửa đời sau cuộc đời trở nên an nhàn và thanh thản hơn tiền vận. Thủy tính chứa nhiều trong tuổi. Khi thủy dưỡng hay suy yếu, thiếu chất thổ kiềm chế, các bộ phận bài tiết và thính giác dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Nhâm Tuất có đầy đủ hai tính chất của can nhâm, linh hoạt, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều dục tính, lúc đắc thế rất hào hiệp, chi tuất, đa năng, thực rộng rãi, phóng khoáng, rất phân minh về tiền bạc. Phụ nữ tuổi Nhâm Tuất thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng dễ thành công, nhưng không bền trí, đa số có sở trường về kinh tế, tài chính, ngân hàng, sớm xa gia đình từ thuở trẻ, nên đối xử với bạn bè như người thân thuộc, sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Người tuổi Nhâm Tuất nữ mệnh có thủy nạn trong đời, vì vậy họ cần phải cẩn thận khi gần sông nước. Nếu có sông sâu, sóng lớn, giếng nước thì chớ có khuynh xuất bất cẩn mà có thể thiệt thân, sống bất lương thì có lần tù tội nặng. Nhâm thuộc mệnh thủy, tuất thuộc hành thổ, nên người Nhâm Tuất sinh năm 1982 gọi là thủy mang phù sa, có trụ hình là nước đục cửa biển, chứ không phải biển lớn. Nước đục nghĩa là người Nhâm Tuất luôn đứng giữa chính và tà, nhưng đồng thời có vận quý nhân. Người tuổi Nhâm Tuất mệnh đại hải thủy cũng là người yêu thích tự do, họ không thích một công việc bó buộc, một cuộc sống bó buộc.
Họ luôn hướng tới sự sáng tạo và biến động không ngừng. Ngoài công việc hàng ngày, họ thích tham gia những hoạt động tập thể, đi chơi xa. Tuy nhiên, vì có số đào hoa, nên phụ nữ tuổi này phải chú ý giữ mình, không nên để chuyện tình cảm chi phối công danh sự nghiệp. Ngoài ra, mệnh này cần phải rèn luyện sự kiên nhẫn, nhẫn nại, bình tĩnh, không nên nóng vội nhất thời mà dễ làm hỏng việc. Nhâm Tuất nữ mệnh theo ngũ hành là đại hải thủy, nghĩa là nước đại dương, nước biển lớn, nên họ có tham vọng lớn, công việc làm ra phải có quy mô. Các vấn đề nhỏ giặt họ thường không quan tâm, trong làm việc, họ rất chịu khó chịu chi, quan trọng là được việc và công việc của họ đều có tầm vóc dương xa. Họ là những con người sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác, thích giúp đỡ cho người khác, cùng với đó là một lòng khoan dung cao cả, dễ gần, nên được rất nhiều người yêu quý mến và tôn trọng. Những hoạt động trong cuộc sống hay công việc đều có sự hiện diện của người thân và bạn bè. Khi còn nhỏ tuổi, Nhâm Tuất nữ mạng là những người khá may mắn về cuộc sống lẫn tình cảm, được cha mẹ và người thân yêu thương. Trưởng thành, họ gặp một chút khó khăn trong vấn đề công việc, nhưng vận mệnh tốt nên luôn có quý nhân giúp đỡ. Khi đã lập gia đình, họ luôn là hậu phương vững chắc, không những giúp chồng xây dựng sự nghiệp mà còn nuôi dạy con cái thành đạt, cả nhà hạnh phúc viên mãn, về già được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, an nhàn thảnh thơi. Tổng quan tử vi năm 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nữ mạng. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Nhâm Tuất theo can chi ngũ hành. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 là 44 tuổi âm lịch và 43 tuổi dương lịch. Thứ nhất, xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, theo tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2025, thiên can Nhâm của tuổi gặp thiên can Ất của năm 2025 là quan hệ tương sinh. Đây là năm công việc của bản mệnh tuổi này có sự khởi sắc. Trong năm, bản mệnh có thể tiến hành những thay đổi hay mở mang cho công việc, có quý nhân phù trợ, được thiên thời địa lợi dễ bề thành công, người thực sự bản lĩnh sẽ được như ý nguyện. Xét về địa chi, Tuất gặp Tỵ, bình hòa, không xung, không khắc, chủ về công việc sự nghiệp do nỗ lực của bản thân mà thành. Con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc ngày một vững chắc, có cơ hội thăng quan tiến chức, đời sống vật chất đủ đầy. Xét về ngũ hành, xem tử vi năm Ất Tỵ 2025 của tuổi Nhâm Tuất nữ mạng nhận thấy bản mệnh tuổi Nhâm Tuất có ngũ hành thuộc thủy, có mối quan hệ xung khắc với ngũ hành quả của năm Ất Tỵ, chủ về cơ thể bị hao tổn, chú ý các vấn đề sức khỏe liên quan đến các bệnh về ngực, phổi, dạ dày, hệ tiêu hóa. Ngoài ra nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Tiểu kết, xét theo mối quan hệ can chi và ngũ hành như trên, nữ mạng Nhâm Tuất sinh năm 1982 được dự báo sẽ có nhiều điều suôn sẻ trong năm 2025. Cuộc sống bớt đi phần lo toan, bản mệnh cũng được nhàn hạ tấm thân, công danh tài lộc không có gì phải lo lắng, làm càng nhiều thì càng thu về nhiều, phương diện tình cảm gia đạo cũng được êm ấm, đón nhiều hỷ sự, riêng phương diện sức khỏe cần chú ý nhiều hơn. Thứ hai, xem tử vi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nữ mạng theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Nhâm Tuất nữ mạng gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh trong số 9 ngôi sao, hay còn gọi là cửu diệu niên hạn, thì Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh là một cục hung tinh, được cho là xấu nhất trong các sao xấu. Trong năm hạn, người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức, khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn, bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung giận, Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh. Ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch dí như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ, nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín
nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh. Gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền, vì dễ phát sinh cãi giả. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Trong dân gian đến nay vẫn còn lưu truyền một bài thơ về sao Thái Bạch như sau: Thái Bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài. Tháng năm là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an. Bi ai tăng khó hao tiền, không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào. Có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm. Cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Thái Bạch là hung tinh chủ hao tổn tiền bạc. Có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá. Mất tiền mất của có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Muốn giải hạn giúp vận trình thăng tiến nhanh thì nhâm tuất nữ mệnh gặp việc gì cũng cần lưu ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền, vì dễ phát sinh cãi giả. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng, tuổi nhâm tuất theo niên hạn là hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm. Đối với các tuổi, nếu gặp năm hạn Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Thiên La được hiểu là lưới trời. Xét về sao Thiên La, trong môn tử vi đầu số, sao Thiên La luôn được cố định tại cung thình cùng với địa võng. Sau này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy, quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm làm trái, vượt qua thường, sẽ gặp rắc rối đến liền. Nhẹ thì mắc tiếng xấu, bị hiểu lầm cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đã kích mạnh mẽ. Nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các bức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Gặp hạn Thiên La, cảnh phòng ly cách phu thê, trong năm đương số nên nhẫn nhịn nhiều hơn để gia đình êm ấm, chớ nên ghen tuông, to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn Thiên La khi gặp phải, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa cãi giả, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi giả, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ quá lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi nhâm tuất, nữ mạng. Năm 2025 Ất Tỵ, tuổi nhâm tuất gặp vận niên mã trúng đao. Mã trúng đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu trong năm bản mệnh gặp vận này mà không biết kiềm chế thì dễ gặp thất bại. Bản mệnh tốt nhất là mũ ni che tai, không nên cạnh tranh với ai, việc mình làm. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước, cầu phà, công việc kinh doanh, nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới, về cuối năm mọi việc sẽ tốt hơn. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi nhâm tuất, nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi nhâm tuất cần tránh các năm tam tai, thân, dậu, tuất. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ nhâm tuất 1982 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Kim lâu năm 2025. Năm Ất Tỵ 2025, gia chủ nhâm tuất sinh năm 1982 là 44 tuổi âm lịch, tuổi Mụ, gia chủ sẽ phạm kim lâu súc. Kỵ chăn nuôi gia súc, tuy đây là vận hạn không liên quan trực tiếp tới con người nhưng gây họa đến gia súc, làm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Quan ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi nhâm tuất là nhị nghi, không phạm quan ốc. Nhị nghi, có câu nhị nghi tấn thất địa sinh tài, nghĩ là làm nhà tuổi này sẽ được hưng thịnh, giàu có.
Thái Tuế năm 2025. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nữ mạng, không phạm Thái Tuế. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Nhâm Tuất 1982, năm Ất Tỵ 2025 là Trạch Bảo. Trạch Bảo là một trong bốn trạch tốt gồm Trạch Phúc, Trạch Đức, Trạch Bảo, Trạch Lộc. Trạch Bảo là tốt, bởi vậy gia chủ 1982 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, Phúc, Đức, Bảo, Lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, hư, khốc, quỷ, tử chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là Phúc, Đức, Bảo, Lộc. Các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, tử trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1982 gặp trạch bảo, có thể mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Nhâm Tuất, nữ mạng. Sang năm 2025, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nữ mệnh, đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của các tinh, mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể dựa trên mối tương quan giữa can chi, ngũ hành của bản mệnh và lưu niên Ất Tỵ, đồng thời sẽ tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng mà Minh Đường Tử Vi đưa ra. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Nhâm Tuất, nữ mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất có con đường công danh, sự nghiệp như được thay đổi một làn gió mới, phát huy được khả năng của mình, lại được quý nhân nâng đỡ, nên dễ dàng chạm tay vào cơ hội, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Nhờ vào tinh thần mưu lược, ứng biến, thông minh mà nghề nghiệp chính của bản mệnh sẽ được đảm bảo, bản mệnh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bản mệnh thể hiện được sự mưu lược cần có, khi cần đưa ra quyết định lớn không lo ngại hay do dự, dám nghĩ dám làm. Công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Với tinh thần chăm chỉ cần cù, bản mệnh sẽ mang về nhiều cơ hội làm việc tốt, có điềm nhận nhiều lợi lộc từ công việc chính. Tuy vậy, khi vận trình ở thế tốt, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng cần học cách khiêm tốn và kiềm chế cá tính của bản thân. Việc kinh doanh, buôn bán, tự thân làm chủ, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi. Dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc, bản mệnh có số được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội hùng hạp, đầu tư làm ăn mới. Với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, nhờ cái duyên buôn bán cùng sự vui vẻ thân thiện của mình mà bản mệnh có công việc làm ăn thuận lợi, dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Năm này bản mệnh nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Có điều trong năm 2025 này vẫn có điểm hiềm khích thị phi, do tác động của hung tinh quan phù, đương số thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc nhé. Về mặt tài lộc, trong năm Ất Tỵ 2025, tài lộc của người tuổi Nhâm Tuất nữ mệnh cũng hanh thông hơn hẳn. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trục chặt, vất vả như trước. Mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền giàu như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách ổn định, tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới, vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh, không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền. Người tuổi Nhâm Tuất nữ mệnh còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc, bạn đúng là người phụ nữ song toàn, không chỉ giỏi việc nước, mà còn đảm việc nhà, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong năm này cần phải chú ý, tỉnh táo và có bản lĩnh, tránh bị cám dỗ.
khiến bản thân sa vào tà đạo, kiếm tài lộc bất chính, do sự tổn thất của người khác mà bản thân thu về lợi lộc. Về con đường tài lộc của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong năm này, nhìn chung tiến triển rất tốt, các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng. Bản mệnh chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc, ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, có một năm buôn may, bán đắt, tiền bạc thu về không ít, giúp cho túi tiền không ngừng đầy lên, bản mệnh cảm thấy an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình. Tuy nhiên trong năm này, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất nên chọn phương án đầu tư dài hạn và trung hạn, tài lộc sẽ được nở rộ, nhưng cũng cần chú ý không nên tham lam quá, kẻo tài lộc bị suy yếu. Trong năm vẫn có một số thời điểm vận khí sa sút, lại thêm hung tinh kiếp tài, chủ về hao tài soi chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con chó, cần đề phòng mất tiền mất của, có thể bị trộm cắp hoặc lừa đảo, bản mệnh nên thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác, bạn bè, người phụ tá sẽ tốt hơn. Đầu tư kinh doanh trong năm, cần phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm, cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối đấy nhé. Với người làm công ăn lương, công việc thuận lợi, có thể khiến bạn lơ là mất kiểm soát trong công việc, soát lại giấy tờ sổ sách, vậy nên hãy luôn chú tâm vào công việc, vì nó có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Về phương diện tình cảm gia đạo, bước sang năm Ất Tỵ, về phương diện tình cảm, gia đạo của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng khá tốt, thiên hỷ các tinh chiếu mệnh, báo tin gia đạo có tin vui. Bản mệnh được nửa kia của mình giúp đỡ và dựng về con đường công danh, tài lộc. Trong quan hệ tình cảm, bản mệnh là người biết bổn phận của mình là một người vợ có trách nhiệm, luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Ngũ hành tương sinh giúp tình cảm gia đình hài hòa, các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi việc. Nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Đối với bản mệnh đang còn độc thân cũng rất dượng dận về đào hoa, bản mệnh là người có mối quan hệ xã giao rộng rãi, không khó để gặp gỡ làm quen được nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến. Khả năng cao, bản mệnh trong năm này sẽ tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân, để có được hai cánh tay dìu dắt nhau, sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Về mặt sức khỏe, năm 2025, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cần phải để ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Thái tuế ẩn nguyên thần hung tinh, thương quan tọa mệnh ngụ ý nhiều thương tổn, bệnh tật. Năm 2025 có ngũ hành thủy hỏa xung khắc, nên bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cần chú ý các bệnh dạ dày đường ruột, máu huyết, hệ tiêu hóa và da. Sự tác động của tử phù là hung tinh, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cần phải chú ý bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo. Năm này, bản mệnh cũng đang có điềm báo, gặp quả huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Cho nên bản mệnh cũng nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý, để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong năm này nên duy trì một lối sống khoa học, tránh thức khuya dậy sớm hoặc làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Đặc biệt, thầy gia các khuyên bản mệnh tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia các sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Quá giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Sự tác động của hạn thiên la và cách quá giải hạn thiên la năm 2025. Nhắc đến hạn thiên la, ông bà xưa có câu thơ sau: thiên la bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Tức là người nào gặp phải thiên la cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê,
mọi việc cần nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn, song đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn rầu mọi thứ ở tương lai. Hạng thiên la thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Tình cảm, thiên la được xem là lưới trời, gặp phải hạng này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạng này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Cách hóa giải hạng thiên la năm 2025. Thứ nhất, sức khỏe. Khi gặp hạng này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Song đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Thứ hai, tình cảm. Các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Thứ ba, tâm lý. Để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Sao Thái Bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Gặp phải hạng sao Thái Bạch chiếu mệnh thường hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc, rắc rối với luật pháp. Cần kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị quả lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung giận. Kim tinh còn được gọi là triều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch dí như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi giả. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Khuyên những người gặp hạn này nên tu thân tích đức, sống hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khó khăn cơ nhỡ, tật nguyền. Bên cạnh việc hóa giải vận hạn bằng cách tu dưỡng bản thân thì dưới góc độ tâm linh, nhiều người làm lễ dâng sao giải hạn để mong muốn, hy vọng tạo nên sự an tâm, có niềm tin, lạc quan vui vẻ hơn trong cuộc sống, trước là bình an mạnh khỏe, sau là được hanh thông các lợi. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật các tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen.
để giải hạn được sao Thái Bạch, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu trắng gói lại, hoặc lót giấy màu trắng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Vận trình tử vi từng tháng âm lịch của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, trong năm 2025, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sẽ cảm nhận khá rõ những chuyển biến tích cực trong vận trình của mình. Vận trình được tam hợp trợ mệnh, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển khá hanh thông, thuận lợi, cơ hội thăng tiến đang mở rộng trước mắt. Về mặt tài chính của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất có dấu hiệu khởi sắc, những kết quả bạn đang đạt được trong thời gian này là nhờ vào nỗ lực trong quá khứ. Sao thiên cơ cũng đang thúc đẩy cho bạn cải thiện vận may, có thể phát tài phát lộc trong thời gian này. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình để đạt được nhiều thành quả trong tương lai. Tình duyên như ý, nhờ các tinh che chở, người độc thân có thể đón những mối nhân duyên cát lành, hứa hẹn sự phát triển thuận lợi. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong tháng 2 âm lịch này, tử vi cho thấy thần tài tọa mệnh, lại thêm nhị hợp che chở. Cho nên con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh trong tháng này có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bản mệnh có cơ hội thăng tiến trong tầm tay, với bản tính chăm chỉ, nhanh nhẹn, được cấp trên đánh giá cao, hãy tiếp tục phát huy hơn nữa trong tương lai. Về vấn đề sức khỏe, cơ bản được ổn định, không có bệnh tật phát sinh, không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần chú ý giữ gìn khi tham gia giao thông. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, tháng Canh Thìn, cục diện tương xung xuất hiện điềm báo những điều xui xẻo đe dọa vận trình. Đây là thời điểm mà bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cần nhắc nhở bản thân tập trung hơn cho sự nghiệp. Hãy dành thời gian để bổ sung những kiến thức mình đang còn yếu, đồng thời chăm chú lắng nghe lời khuyên, hướng dẫn mọi người xung quanh. Phương diện sự nghiệp phải gánh chịu những tác động xấu. Bản mệnh tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và không kiểm soát được cảm xúc cá nhân của mình nên dễ đưa ra những quyết định nóng vội, sai lầm. Bản mệnh nên cẩn trọng trong từng hành động của mình thì mới có thể dần dần giải quyết được hết những công việc còn tồn đọng trước đó. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 4 âm lịch, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất đang có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Các tinh trợ mệnh có thể sẽ giúp cho bản mệnh phát huy hết được những năng lực còn tiềm ẩn của mình. Càng đứng trước thách thức, bản mệnh càng thể hiện được bản lĩnh của mình, mạnh mẽ giành lấy thành công bằng chính sức mình. Trong tháng, khả năng sáng tạo của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng được nâng cao, liên tục đưa ra những ý tưởng sáng tạo khá mới mẻ. Cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn, mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai, tài lộc tốt. Cơ hội không phải lúc nào cũng sẵn có, do đó bản mệnh nên nắm bắt kịp thời, để không bỏ lỡ thời cơ cải thiện chất lượng cuộc sống và địa vị xã hội của bản thân trong tháng này. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Vào tháng 5 âm lịch, đối với bản mệnh tuổi Nhâm Tuất có vận trình phát triển khá tốt. Với sự trợ giúp của các tinh, thiên phúc, thiên hỷ, giúp cho bản mệnh có những cơ hội mới. Được tam hợp trợ mệnh, ở phương diện sự nghiệp, tài lộc, cơ hội thăng quan tiến chức đang mở ra trước mắt, thu nhập nhờ vậy được cải thiện, cho nên bản mệnh cần chú ý nắm bắt cơ hội kịp thời. Trong công việc, bản mệnh duy trì được sự nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng chấp nhận thử thách nên sẽ được cấp trên coi trọng. Song con giáp này cần phải nhớ, chớ để sự nóng khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng. Về phương diện sự nghiệp của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong tháng này có phần sa sút. Hung tinh xuất hiện, tiểu nhân quấy phá trong vận trình của mình. Do đó, bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Không nên thả lỏng bản thân, cũng đừng có kiêu ngạo thái quá,
kẻo bạn sẽ lọt vào tầm ngắm của kẻ ghen ghét, đố kỵ và phá hoại. Trong quá trình làm việc, dù đôi khi gặp phải khó khăn, trở ngại, thế nhưng đó là điều tất yếu. Nếu bản mệnh muốn trưởng thành, phát triển thì phải vượt qua nó. Tháng này do công việc, sự nghiệp của người làm công việc cố định vẫn khá tốt, việc kinh doanh túc tắc, vẫn có khoản thu về đều, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 7 âm lịch, vận trình của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng không mấy lạc quan. Bản mệnh cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao, bởi họa tiểu nhân rất lớn, dễ gặp phải kẻ lừa lọc, tâm địa xấu xa. Vì thế đừng dễ dàng tin những lời xu nịnh của người khác. Tháng này cũng không phải là thời gian thuận lợi cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất theo đuổi danh lợi. Do đó không cần cố tỏ ra bản lĩnh làm gì, vì chỉ nhận về mình phần thua thiệt mà thôi. Một điều mà bản mệnh tuổi Nhâm Tuất nên lưu ý trong tháng này đó là nhất định tránh xa những rủi ro, có nhiều tác nhân gây cản trở cho cuộc sống của bạn trong tháng này. Tình hình sức khỏe của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong tháng này có chút xấu. Bị sao hung tinh quấy phá, cơ thể dễ bị ốm bệnh, mệt mỏi. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng. Vận trình của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong tháng 8 âm lịch đang có những dấu hiệu phát triển tích cực. Cả chuyện tình cảm và công việc của bản mệnh đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn của bạn. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của bản mệnh. Các tinh trợ mệnh giúp cho bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng trong công việc. Bản mệnh cũng tạo dựng được uy tín với đồng nghiệp và được cấp trên tin tưởng sẽ được giao cho những công việc quan trọng, làm bàn đạp để phát triển cho đường công danh về sau. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất vấp phải cục diện tương hình. Vận trình tháng này khá ảm đạm, mưu sự khó thành, làm gì cũng trúc trắc. Vì thế mà tinh thần bản mệnh có dấu hiệu đi xuống, dễ suy nghĩ tiêu cực, nản chí, thậm chí bỏ cuộc giữa chừng. Phương diện tài lộc của bản mệnh cũng không có dấu hiệu phát triển, tiền bạc trong túi mình rõ ràng, nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bản mệnh không tỉnh táo và không sớm cân bằng lại thu chi. Người làm kinh doanh có thể phải đối mặt với những rủi ro trong việc đầu tư do kẻ tiểu nhân ráp tâm bày mưu cản trở. Bản mệnh nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa nên càng dễ bị mắc bẫy, dẫn đến tiền mất tật mang. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng. Tử vi cho thấy, với các bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong tháng này có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Trong tháng 10, vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản là diễn biến ổn định, ít khi bị các yếu tố bên ngoài tác động và làm phiền. Chuyện tình cảm của bản mệnh suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn. Người độc thân có thể đón những mối nhân duyên cát lành, người đã có đôi có cặp hay các cặp vợ chồng đã dành nhiều thời gian cho nhau, quan tâm và thấu hiểu nhau hơn. Tình duyên như ý nhờ các tinh che chở, hứa hẹn, đừng để đến khi mất đi mới hối tiếc, thì cũng chẳng thể quay trở lại như lúc ban đầu. Tuy nhiên, dù tài lộc ổn định, nhưng bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng không nên quá bằng lòng với hiện trạng. Nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Về cơ bản, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong tháng này không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc, sức khỏe tốt. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, tháng có hung vận lấn ác cát vận, vận trình thăng trầm bất ổn do cục diện tương xung chi phối. Trên phương diện sự nghiệp, những suy nghĩ đa sầu, đa cảm khiến con giáp này tự khép mình lại với mọi người xung quanh. Bản mệnh không muốn mở mang các mối quan hệ xã giao, chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng không có tinh thần cố gắng phấn đấu, chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, không có cạnh tranh hoặc là tranh cãi với đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu bản mệnh biết thay đổi thái độ của mình khi đối diện với các vấn đề trong công việc, thì các tinh thiên đức vẫn sẽ giúp bản mệnh có cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mở lòng hơn khi tiếp xúc với người mới, việc mới,
bản mệnh sẽ có thêm những mối quan hệ, những kiến thức mới mẻ, hữu ích để áp dụng vào công việc của mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy vận trình của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất thiên về bận rộn. Tuy nhiên các hung tinh trong tháng bị suy yếu, lại thêm các tinh trợ mệnh, thần tài giúp sức, vượt qua khó khăn lúc trước. Tâm điểm chú ý của bản mệnh là phương diện tài chính, tài vận có dấu hiệu nâng cao trong tháng này. Việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan, nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống được đảm bảo và nâng cao. Khi tinh thần thoải mái, bạn sẽ thấy mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn, gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái hòa thuận là niềm hạnh phúc mà bạn luôn mong mỏi có được. Phương diện sự nghiệp cũng không có điều gì đáng lo ngại, có những thời điểm bản mệnh phải tất bật với công việc, nhưng bù lại thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, dù quá trình xảy ra có đôi chút trục trặc, thế nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhạy, bạn bệnh xử lý đâu vào đấy. Công việc diễn ra thuận lợi, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, bản mệnh có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc ở tại thời điểm này. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán, việc chi tiêu cũng không hề nhỏ, bản mệnh cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tình trạng thất thoát lãng phí, làm tài khí suy giảm. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh cần phải quan tâm nhiều hơn và đặc biệt chú ý, có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn. Tai nạn về xe cộ, sự hỗn loạn ở chốn đông người, rất dễ xảy ra cảnh dẫm đạp, xô đẩy, dẫn đến bị tổn thương về thân thể. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, không ngại chịu khổ, vận mệnh thay đổi. Khi có thân người, thì con người có 8 cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái, biệt, ly, cầu không được, oán hận lâu, thân tâm mệt. Con người trong bể khổ ấy mà vẫn không đánh mất đi bản tính chân thành, thiện lương của mình, một người nếm đủ cay đắng khổ đau trên đời mà tâm vẫn hướng thiện, thì tất cả các nỗi khổ ấy đều hóa thành một bông hoa vô cùng trân quý, thánh khổ linh hoa. Và sau đây là lợi ích của việc nhận diện nỗi khổ. Nhiều người cho rằng tại sao đạo Phật cứ xoay quanh chuyện khổ, thay vào đó nói tới những điều hạnh phúc chẳng phải tốt hơn sao? Thực ra, Phật giáo hướng đến sự chân thực của cuộc sống, muốn chúng ta hiểu và đối diện thay vì trốn tránh. Nhờ vào những lời Phật dạy, ta có thể có được trí tuệ, thái độ sáng suốt, dám đối diện với sự thật để giải quyết tận gốc những khổ đau trong cuộc đời, chứ không sống trong sự giả dờ, ảo mộng hay lạc quan để tự lừa dối mình. Ngài đã để lại một nền văn minh chiết độ, đồ sộ, kho tàng dược liệu để chữa trị bệnh khổ đau cả thân và tâm cho chúng sinh. Ta cũng chẳng thể phủ nhận các lợi ích của việc nhận diện nỗi khổ như sau. 1. Không quá hoang mang khi gặp vấn đề. Giống như việc lập kế hoạch vậy, khi ta đã lường được một số tình huống có thể xảy ra, bao gồm trường hợp xấu nhất, thì lúc xảy ra vấn đề, ta vẫn bình tĩnh hơn. Vì thế, việc nhận diện những nỗi khổ cũng đã giúp ta phần nào đó trong cuộc sống. Một sự việc không tránh khỏi thì ta có bất ngờ oán thán sẽ chẳng lợi lộc gì. Quan trọng nhất là cách xử lý. Thế nên khi đó ta biết rằng sự việc đang diễn ra và ta sẽ dành năng lượng cho việc giải quyết vấn đề mà thôi. Tương tự như vậy, khi gặp một trong 8 nỗi khổ trên ập tới, ta sẽ ung dung hơn trong việc đón nhận. Ta đã hiểu rằng một khi đã là quy luật thì chẳng thể chống nổi, vì nó vẫn cứ sẽ xảy ra dù muốn hay không. Cũng như trong câu chuyện về Đức Phật giúp người phụ nữ thoát khỏi nỗi đau mất con, cũng dựa trên sự hiểu biết này. Vì sống trên đời này, có ai không trải qua cái chết? Có người chết sớm, có người chết muộn. Ta có cố gắng tránh bằng mọi cách cũng không được. Chưa nói tới lợi ích nào to lớn khác, ngay khi nhận diện được các nỗi khổ cũng đã khiến chúng ta bớt đau khổ hơn rất nhiều. Đó thực sự là điều tuyệt vời mà nó có thể mang lại. Thế nên Đức Phật thường nhắc tới sự khổ cũng là có lý do của nó. 2. Không bị bất cứ điều gì chi phối. Khi chúng ta nhận diện được rằng những ham muốn chỉ khiến ta buồn thêm, khổ nhiều, thì ta bớt nắm bắt tham lam giữ mọi thứ về mình. Từ đó nhận thức về sự biết đủ, có như thế mới thoát được khỏi nghịch cảnh, tránh bị chi phối dẫn đến những hành động sai lầm. Ta nhận diện hoàn cảnh xảy ra, thay vì cố chấp, quá phụ thuộc cảm xúc của mình vào đó, ta biết rằng khổ nào rồi cũng sẽ qua,
nên đời này có bị thất bại hay có lúc bùi dập chúng ta xuống vực thẳm, cũng tin rằng mọi việc cũng sẽ lùi vào quá khứ và ta lại tiếp tục sống tiếp trên hành trình của mình ở cõi trần thế này. 3. Tu thân để thoát khổ. Để thoát khổ không phải là chuyện một sớm một chiều, chỉ có người đủ tài trí, đủ duyên thì mới tu hành có thành quả và thoát khổ được. Trong khi đó, hầu hết chúng ta ở cõi đời này vẫn còn nhiều tham, sân, si giữa đời thường, nên điều tốt nhất mà ta có thể làm đó là tu thân. Việc tu thân này có thể thực hành từ việc nho nhỏ và từng chút một. Nếu cảm thấy từ tu thân có vẻ khó hiểu thì nên được tạm hiểu một cách nôm na là kỷ luật bản thân. Ví dụ như ta có mong muốn mua một bộ quần áo đẹp chẳng hạn như, nhưng nhắc nhở bản thân rằng trong tủ còn rất nhiều đồ, nên ngừng ngay việc mua sắm lại. Làm được việc đó cũng là bước đầu thành công trong việc kỷ luật bản thân rồi đấy. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.